Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn hôm nay đã đến với kênh MrThức.com. Hôm nay thì em sẽ thực hiện một video để ép series này cóc, ổi, cà rốt và thơm anh chị nhé. Cái này là em test máy cho khách thôi anh chị ạ, nên là tiện thể em sẽ quay video cho tất cả quý anh chị cùng xem luôn anh chị nhé. Đây là dòng máy xay máy ép trái cây công nghiệp mà hiện tại đang phân phối anh chị ạ. Đây là dòng máy xay chuyên dành cho kinh doanh anh chị nhé. Phù hợp với lại cho quý anh chị nào mà một ngày ép nhiều, muốn tìm một máy ép trái cây sử dụng bền thì mình có thể lựa chọn máy ép này anh chị nhé. Nếu mà tất cả quý anh chị muốn mua máy ép trái cây chất lượng tốt, hàng chính hãng thì có thể liên hệ trực tiếp em số điện thoại ở trên màn hình tất cả quý anh chị thấy nhé, hoặc là truy cập vào website mrthuc.com để mua được hàng chính hãng chất lượng tốt anh chị nhé. Tại vì hàng này thì trên thị trường cũng một số loại hàng nhái chất lượng nó kém hơn, tức là có thể là bề ngoài nó nhìn giống nhau đúng không, nhưng mà bên trong linh kiện đấy thì là linh kiện rẻ tiền hơn, hoặc là có thể là motor là bằng dây nhôm hoặc là dây mạ đồng thì cái đấy thì chất lượng nó không đảm bảo. Cái máy này thì là motor của nó được làm bằng motor dây đồng nguyên chất anh chị nhé, nên là nhiều khi trong quá trình mà sử dụng ấy thì anh chị ép nhiều ấy thì là máy vẫn có thể sử dụng được và sử dụng bền anh chị nhé, nó không có bị cháy, không bị hư anh chị nhé. Hôm nay thì em sẽ ép một ký, hai ký seri anh chị ạ, một ký cóc một ký với lại ổi một ký nữa, và cà rốt một ký và thơm là chắc là cũng gần một ký nữa. Rồi ok. Bây giờ em sẽ mời tất cả quý anh chị cùng xem nhé. Thì nói chung là cái này thì em test máy cho khách thôi, tiện thể thì em sẽ cho anh quý anh chị xem luôn. Trái cây này em mua hết 100.000 anh chị ạ. Đấy, thì mùa dịch thì nói chung là đang đói kém mà đầu tư hơi bị kinh luôn. Rồi em xin mời tất cả quý anh chị cùng xem nhé. Đây là vòi nước anh chị nhé, còn đây là vòi bã nhé. Bây giờ em sẽ ép seri trước đi, ép cái này trước nha. Rồi bây giờ cho anh chị xem nữa. Đấy, bây giờ hấp dẫn chưa? Đấy, rất là hấp dẫn luôn anh chị nhé. Quên. Tức là anh chị cũng biết đấy, là seri là một trong những loại trái cây mà nó cứng nhất, tại vì ở đây là nó rất mọng nước nhưng mà bên trong hạt nó rất là cứng anh chị ạ. Nhưng mà máy này vẫn ép tốt anh chị nhé. Đây, em cho anh chị xem này. Anh chị thấy chưa? Đây là hạt seri này, nó vẫn đánh bình thường anh chị nhé. Anh chị thấy chưa? Nó vẫn đánh bình thường nhá. Anh chị thấy chưa? Đấy. Đánh rất là bình thường luôn. Đấy, anh chị thấy chưa? Đánh thoải mái luôn. Nói chung là máy này ví dụ anh chị mua về ép những cái đồ cứng thì đặc biệt rất là tốt. Bây giờ hiện tại trên thị trường không có loại nào mà sử dụng bền bằng cái dòng này. Đấy. Thì ví dụ nếu mà anh chị mà ép đồ cứng nhiều ấy thì là mình nên mua những cái dòng này anh chị nhé. Nên mua cái dòng này. Và đặc biệt nếu mà anh chị muốn mua hàng chất lượng, chính hãng, chất lượng tốt, motor dây đồng nguyên chất thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Hoặc là truy vào website MrThức.com. Tại vì trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng máy nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng mà bên trong ruột thì nó lại khác nhau anh chị nhé, chất lượng rất là kém, có thể là dùng rất là nhanh hư. Đấy, giống như quần áo thôi, nhìn ngoài rất là giống nhau đúng không, nhưng mà chất liệu vải nó khác nhau, dẫn tới cái tuổi thọ của cái áo hay là cái quần nó cũng khác nhau anh chị ạ. Thì máy móc thì cũng giống như vậy luôn anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ mời tất cả quý anh chị xem tiếp nha. Cứng là anh chị phải đẩy mạnh nhá. Đẩy mạnh.
À rồi, như vậy là em đã ép xong một ký rồi anh chị ạ. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem nhé. À, em sẽ rót ra, rót vào ly. Đây, nó vừa đánh xong một cái này, em vừa ép xong một ký. Đây, seri nhá anh chị nhá, cái này là seri nhá. Đấy, đánh rất là tốt luôn. Đấy, anh chị thấy. Mặc dù hạt rất là cứng nhưng mà máy này vẫn ép bình thường anh chị nhá. Anh chị thấy không? Hạt seri rất là cứng luôn. Nếu mà những cái dòng máy mà bình thường anh chị mua ở siêu thị ấy, nếu mà ép seri ấy một thời gian là thứ nhất là nó sẽ mòn cái chỗ tiếp xúc và cái chỗ này này, chỗ đùn này này, chỗ đùn mà trái cây vào này, với lại cái chỗ lưỡi dao nó sẽ bị mòn, là anh chị phải thứ nhất là anh chị phải đổi lắp ngay, tức là phải mua linh kiện mới, lắp mới, lắp thấy thì cũng 500-700 anh chị ạ. Ngoài ra nữa thì nếu mà anh chị ép đồ cứng nhiều thì là có thể là những cái dòng máy mua ở siêu thị ấy là nó sẽ bị bể nắp anh chị nhé, bị bể nắp. Còn dòng này thì anh chị ép thoải mái anh chị ạ, mình không sợ bị hư những cái đấy anh chị nhé. À rồi, ok, bây giờ em sẽ ép tiếp nha anh chị nhé. À rồi, như vậy là xong 2 ký seri rồi anh chị nhé. À thì bây giờ seri thì 2 ký là được nước cỡ nhiêu đây. Còn bã của nó là bên này anh chị ạ. Đấy anh chị thấy chưa? Bã của nó bên này. Rồi ok, bây giờ em sẽ đong nhé anh chị nhé. Rồi bên này em sẽ đong ở đây anh chị nhé. Cái này là seri anh chị nhé, seri. Cái này 500ml, 500ml là nửa lít anh chị nhé. Rồi bây giờ sẽ đến chai này nhé. Rồi ok. Rồi, đây là 2 ký seri nhá, được nhiêu đây nước anh chị nhé. 2 ký seri là được nhiêu đây nước nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ ép tóc này. Tóc bây giờ em ép lên củ này. Cóc nó còn ép dễ hơn cả seri nữa anh chị ạ. Tại vì seri hạt nó rất là cứng, bên ngoài nó mềm nhưng mà hạt nó rất là cứng. Còn cóc ép là nó dễ hơn seri nữa. Cái này khi mà rung ấy thì anh chị nên tháo ra, anh chị vét bã ở trong đây anh chị nhé, hoặc là ra cố ở chân để cho nó khỏi rung nhé anh chị nhé. Tại vì cái này là máy vắt ly tâm, nó quay rất là mạnh nên nhiều khi cái bột ấy, cái bột trái cây nó đọng ở vành lưới ấy, thì nó sẽ tạo độ không có độ cân bằng, tức là bên này sẽ nhiều quá thì nó sẽ làm rung máy anh chị nhé. Đấy là nguyên lý hoạt động của nó là như vậy thôi. Nhưng mà anh chị lưu ý giúp em nhé.
Rồi, như vậy đã ép cóc xong rồi anh chị ạ. Đây là một ký cóc nha chị nhé. Đây là một ký cóc nha. Đấy, một ký cóc này. Rồi, vậy đã ép xong rồi. Bây giờ em sẽ đổ nước ra cho anh chị xem nhé. Một ký cóc là được 500ml anh chị ạ. Nửa lít luôn nhé. Ký cóc bao nhiêu tiền mẹ? 15 ngàn à? 15 ngàn thì nếu mà mua xỉ thì chắc là sẽ rẻ hơn nữa chị ạ. Đây, một ký cóc nha. Rồi, một ký cóc. Còn đây là hai ký seri. Hai ký seri nha. Rồi đây hai ký seri nha. Đây là seri, còn đây là bên này cóc. Rồi. Sẽ làm ổi nha anh chị nhá. Nếu mà ổi ấy, thì anh chị nên mua ổi không hạt anh chị nhá. Là ép nước nó sẽ nhiều hơn, tại vì phần nước của nước ép ấy thì là nó chỉ tập trung ở những cái phần như thế này thôi, phần thịt như thế này thôi, còn hạt của nó thì là nó sẽ không có nước, nên là ví dụ anh chị có mua những ổi có hạt ấy thì là nó chỉ lấy nước ở những phần này thôi, còn phần hạt là nó sẽ không lấy được. Ví dụ nếu anh chị muốn mua để mà trái cây để mà anh chị ép ấy thì anh chị nên mua ổi không hạt thì nước nó sẽ nhiều hơn anh chị nhé, và nó phun bã tốt hơn anh chị ạ. Và anh chị nên mua đồ cứng nha, đồ tươi cứng nha, đừng mua đồ chín anh chị nhé, không nên mua đồ chín nhé. Rồi. À. Rồi, như vậy là một ký ổi là ép xong rồi anh chị ạ. Đây, đây là bã của nó này. Đây bã của ổi anh chị nhé. Bây giờ em sẽ đong nước cho anh chị xem nhé. Cái này là cũng 500 nửa lít luôn anh chị nhé. Cái này cũng là nửa lít luôn, 500ml nha. Bây giờ em sẽ đổ vào đây cho anh chị xem nhé. Rồi, như vậy là 500ml nhé, trong đây vẫn còn luôn anh chị nhé. Đây vẫn còn luôn. Ở đây là seri này chị ạ, seri nó tới đây. Bây giờ em sẽ rót vào đây luôn nha chị nhé. Rót vào đây luôn cho hỗn hợp luôn nhé. Cái này 5 nửa lít nha chị nhé, nửa lít nha. Bây giờ em sẽ rót vào đây luôn. Rồi, ok. Rồi thì một ký ổi đấy. Một ký ổi là được một chai này. Một chai 500ml. Lại, đây, từ đây, đây chị nhé. Bây giờ em sẽ ép cà rốt trước anh chị nhé. Còn thơm này em sẽ để ép sau. Rồi những củ cà rốt này thì mình ép nguyên củ được anh chị nhé. Còn củ cà rốt to này, củ cà rốt to này cũng vừa anh chị ạ, nhưng mà em nghĩ là mình nên chẻ đôi ra. Okay.
Rồi, như vậy là ép xong rồi anh chị ạ. Một ký cà rốt. Anh nhìn đây. Một ký cà rốt anh chị nhé. Đây là một ký cà rốt này. Đấy, anh chị đợi chút xíu nhé, em sẽ đổ ra cho anh chị xem nước nó như thế nào nhé. Ký cà rốt anh chị nhá. Cỡ này là 1 ký cà rốt nhá. Anh chị thấy chưa? 1 ký cà rốt này được nhiêu đây nhá. Gần 500 ml, gần 500 ml, tức là gần nửa lít á. 1 ký cà rốt. Nói chung là nếu mà anh chị mua đồ ép ấy, thì anh chị nên mua đồ tươi cứng nhá anh chị nhá, thì là ép nó mới nhiều nước anh chị nhá. Rồi bây giờ em sẽ ép thơm đấy anh chị nhá. À, thơm này á, thì là bột nó nhiều anh chị ạ. Thơm này thì là bột nó nhiều. Nên là ví dụ anh chị muốn ép thơm ấy thì mình phải bung nắp ra vệ sinh thường xuyên anh chị ạ. Nó hơi cực xíu. Xong rồi. À, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video này nhé. Nếu mà thấy video này hay ấy, thì anh chị đừng quên ấn đăng ký, một là đăng ký kênh này, hai là đừng quên like video này và cho em xin một phần bình luận ở phía bên dưới anh chị nhé. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.